Xin chào cả nhà, alo cả nhà yêu ơi, hôm nay nhìn thấy lạ chưa? Chào các nhà. Đấy, cả nhà hôm nay anh em mình đi bắt chuột, bây giờ về đây bắt chuột đầu mùa đầu tiên của anh em nhà mình nha. Đấy, trên đấy. 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 Vừa ra ngoài đồng về, đấy là anh em bắt đầu về đang làm lông. Đấy, chế biến mình là tranh thủ trích đoạn đấy nha, còn vào bắt tay còn làm nước chấm nước chiếc cả nhà mình cứ chia sẻ thôi. Không thể có thời gian được quay lại được cái nào. Đấy. Đấy, chào cả nhà thế. Đấy. Chào cả nhà nhá. Đấy, đấy, thân thiện với khán giả nhà mình. Sướng nhỉ. Kể được mỗi thằng 5 con đấy là êm nhỉ. Âm nhất nhất đời của đất. Nhất của đất. Tí nữa là làm món gì chú Hiền? Nói đóng con ạ. Em vừa làm một món hấp vừa một món rán. Rán nữa à? Cả rán. Ừ. Tưởng là cho mẹ một nồi hấp luộc hấp bắp cải ngon. Thôi hôm nay làm hai món. Hai món à? Sợ, sợ sợ nó lâu nó vất vả khổ anh em. Thôi. Mùa này mùa chuột ở cả nhà nhưng mà bây giờ là anh em nó bận rồi, nó không như anh em mình ngày đây ngày xưa cơ, nó rỗi rãi, còn bây giờ các em đi công ty công tiếc được nghỉ, cái giờ nghỉ thì nó phải ngủ nghê để cái sức cái khỏe lên làm ấy cả nhà, cho nên hiếm lắm. Bây giờ là mình muốn ăn chuột lại tự mình lại phải đi lao động thôi, là phải đi cày đặt bẫy thôi. Đấy là cái bẫy cạn bẫy kiềng đấy. Đấy, đấy thôi. Chứ còn mà đi đào như ngày xưa nữa thì chắc là khó lắm rồi. Đấy, cả nhà mình cứ chia sẻ nó như thế. Đấy, đến bữa mình lại tiếp tục chia sẻ cả nhà sau nhá. Kéo hai cái kéo. Hai kéo kìa, sao không thấy nhỉ? Nó chỉ ở nhà chứ chả ở đâu ấy. Xả mình đã bóc xong rồi, tí nữa thái cái non để làm nước chấm cái bổi chấm với chuột đấy, mới chanh ớt, còn cái này là đập dập rồi cho vào hấp mới chuột. Ô, nên năm nay là bẫy được mấy con để chơi, nó gãy ác lắm, bổ mầm đây này, nỗ chuột nỗ thủng này mà nó còn không thèm ra. Nỗ thủng to này sớm muộn rồi nó cũng lại bay mất. Đấy, cái này ngụy trang nữa mà nó đỡ phát hiện. Ngụy trang vào cái lỗ thủng này. Cứ mãi đi làm là ở nhà nó vùi nó mất cả nhà. Đấy, ngụy trang cái lỗ thủng này là nó khó phát hiện ngay cả nhà không vậy. Đây còn con mãng xà này là mình làm mà, mình với chú làm đấy, mình đi bẫy đấy, to cho cả nhà. Ngâm anh em mình không uống đâu, ngâm để làm cảnh thôi. Như thế. Mình mà ngâm thì rất nhiều săn rắn khủng. Đây này, con đây cũng to này. Đó. Tay mình làm hết. Còn kia là một em chè nữa và một em thiếu mùn. Nhìn dán chuột trông như là như là hề, những thằng hề rồi. Nó hết bắn rồi, có một vài con vào đầu tiên thôi, còn những con cuối này là nó không bắn đâu. Không, nó không bắn được. Ok chú Xuân ơi. Vâng, mời bác ạ. Hai anh em mình tiền ngay cho mát mẹ người, nồng lắm. Mời bác. Nặng nặng cho tình cảm nhé. Vâng. Nồng lắm rồi. Đây em mời bác mới ngại. Ừ, thôi chú ăn đi. Ừ, chú cứ kệ anh. Cảm ơn bác nhá. Mai bác sang nhà uống nước nhá. Ồ, sang gì có cho tiền cho của vay tiền với sang uống nước. Các nhà yêu nhá. Mai bữa chuột đầu mùa đấy các bạn. Rất ngon và béo. Ngay. Chú Quyền nhút nước bọt nhá. Ừ. Cứ ngồi đây mà nhút nước bọt đi. Ho gì mà ngó, hay ho gì mà ngó. Mời cả nhà. Bát bổi thần thánh của biển này. Bát bổi. Anh ơi, mình sẽ làm nước. Thôi cả nhà, xong
ham ăn thế. Tao ham ăn quá mày. Kẹo đi anh ơi. Kẹo đã cho mát mày thằng người nhé. Ham ăn nước biển, chuột đầu mùa nước biển ham ăn quá. Cốc này xô là đẹp. Mời bao nhá. Vất vả, vất lê quyền vất vả ấy. Gọi là chó quyền chó xuân. Ngồi. Doanh ơi, nhà có tương ớt rồi. Đánh này ra mà chấm cái này. Tương ớt đằng sau. Đây, chuột chuột chiên chuột ngớt. Anh xin em mời anh. Anh xin chú nha. Cái đầu trước lên thì không ăn thì bói cho em xin lại. Không sao, anh đang cần. Giữ đầy tới liền cuộc chiến chuột đầu mùa ăn cả bộ như lũ đó này cả nhà đấy. Cuộc chiến chuột đầu mùa. Ôi giời, chết lắm. Ông biển các hôm nay các vội vàng thèm đâu mà thái cái bổi to quá. Coi mình cứ làm con loại chiên này cho nó giòn đấy. Ngon quá. Này đi cắt ra nhiều anh biển này mà thôi để cái con ăn cho nó tự nhiên. Ăn cho tự nhiên. Mời gia đình nha. Báo với chị. Nói chung là cái món là mình ít ăn. Chỉ ăn là loại luộc nhiều. Này ít ăn là ngon nhỉ. Làm lâu cũng ăn là cũng ngon. Làm miếng dưa để ăn nó má ruột hay là mình hái cái ruột. Mướp, đây là mướp. Đây là canh ruột đấy. Lê Toàn. Ngon lắm. Bạn là xem nóng nóng hay là ủng hộ cho anh em mình nhá. Nóng mà nóng mà chết mấy luôn quay chứ lúc chết ra luôn là. Anh em người nhà đấy. Anh em đây là chuột. Là có tao mình đang bắn tạm này. Chuột chiên, chuột dạ. Đây. Cái này là đang hoài gắp cái thịt chuột vào mồm chú không cho yên. Thôi anh nhá. Hay là phải ăn chuột vào cái bát thịt chấm này anh phải gắp chuột vào nó mát mẻ. Bát nước chấm này nó vị chua. Để cái cuốn ngọc thì được trên bát nước chấm rồi. Đấy, mỗi người làm mỗi việc, anh cái gì anh cũng làm được giỏi nữa thì các chú lại phải ngồi chơi à? Anh như thế, mỗi người nó có một cái môn khác nhau. Ăn cái bộ ngon lắm mà. Ăn đấy. Xả nóng, vỏ chanh, nóng lá chanh, ớt. Không? Anh đang review cái đùi đó. Gan đấy, các bạn này. Gan này. Ngon. Xả ớt, lá chanh. Làm miếng mình cứ thích chơi cái loại đoạn đùi trên. Đoạn đùi trên ngon. Ôi mà cho là con bát gọi là lớp nước chấm của con là bên gọi là chuyên gia lá chanh nhất lá chanh tiếp quả chanh muối hạt chanh bát ớt ăn kiểu này năm chục con rán quá đẳng cấp ngon ngon tuyệt vời luôn. Quá cho mình cái chó thì mình chịu cho mình cái món này chơi cái món to đùa hết của đất luôn. Nước cái món này là đẳng cấp trên để cái mặt dừa này ra cái chỗ cái cháu không ăn đâu này. Chuột này đầu mùa nó béo ăn lẫn dưa chua xả cả cần tái cái dừa nó ngủ quá rồi. Ăn đủ dưới
nha, chúc sức khỏe nha, hàm cái đùi trên. Ngọt tỉ luôn, ngon quá. Một chuột đầu mùa nó khác nhỉ. Đấy, tình rất nhảy, chua chứ chiếc nó hòa. Sao thấy anh cầm cái miếng chuột mà sao tay cứ run run thế à? Hay là nặng quá? Thế này, cái cá miếng to nó nặng quá gì? Cầm cái đũa này, chuột nó không quen. 5 giờ được ăn đấy. Nó run quá nhỉ. Ủa đừng rung tay nữa anh nữa. Chú lại còn cứ cầm tay anh rung rung thế này nó chả thế. Kẹp những miếng dưa chua nhé cả nhà nhé. Cay quá đấy, mời cả nhà. Ui, sầm lắm. Để ăn đuổi nhé. To. Ôi dồi, là phần đa để ăn được. Nhớ quá anh ơi. Ui dồi ôi. Mời các biển gái. Chị đéo là vẫn còn lạc cái đùi này. Còn nào vẫn còn lạc cái đùi đó, nó đâu này. À, vẫn còn lạc cái đùi. Mất chuột em thích lắm. Mất chuột thì ai chả nhất, ai chả thích. Em kết lắm. Chú cứ tưởng người khác ngu như chú hay sao, em kết lắm. Dạ ớt bạch. Em làm ba chỉ kẹp. Miếng chuột quay. Quay. Ba chỉ. Anh em đã chuẩn bị hai quả bơ để ăn xong tráng miệng. Cái gọi là giờ ông chủ nhà ông lại chú đáo quá, ăn xong có hoa quả trắng miệng. Cam bưởi rồi ăn đau rồi ông. Mình quay nhưng mà có là nhiều khi có là đấy. Thành chủ anh biển này cái đang giới thiệu gọi là anh em làm ngay cái này luôn đấy, còn cuộn hết cả các loại. Nợ không này nhá, chủ gián không đang tương tác nợ nhá. Hết nhá, hết đi. Một mùi thế nào, chuột ngon, rượu ngon, giòn, dai, thơm, ăn đẳng cấp đấy. Ngọt quá. Ui trời ơi. Chủ gián này mình ăn chú con. Chú con nó mới vừa tầm. Xuống đời chúng ta điền. Mát mẻ thằng người. Chuột này. Nhìn vào chanh bắt muối hạt này. Mày có cả gan này. Cộng với gan này. Cộng với gan này, ớt này. Xả bộ các kiểu đây đều này. Thì đi dưa chua này. Bé ăn. Hổ lốn. Bé ăn, ui trời, mất miếng dưa chua. Miếng chuột hổ lốn. Thế mời cả nhà nhá. Quá dịu. Cuộc đời thứ nhất là chuột đầu mùa. Ngây ngất. Nó phải chuột mùa. À. Nó quyện mà ăn nó ngấm. Không có vị của chất này, hấp chất. Dừa, nước chấm. Liên tục. Nhiều khi món chuột đã ngon rồi nhưng mà lại cộng thêm cái gia vị. Bên cái pha gia vị của anh cái đùi tăng thêm cái hấp dẫn. Hấp chanh đùi em à? Đùi đầy, có miếng ba chỉ nhưng mà ăn hết của tao. Hôm nay đầu mùa chẳng được miếng ba chỉ mẹ nào mấy thằng này. Còn đây. Phần anh một vài miếng. Đấy. Anh mải tăng nghiệp của chú ăn hết. Ăn đùi ăn khôn. Nào miếng ba chỉ nhạt quá. Báo cáo Huỳnh, phần Huỳnh vợ Huỳnh các con quà đây Huỳnh này. Thế đây một phần Huỳnh nhá. Ba chỉ rõ ràng lên lập nên lập xuống đây đúng rồi, không? Rồi. Được chưa? Cảm ơn nhá. Mời cả nhà. Khổ quá. Kín mặt quyền, kín mặt chủ quyền. Mời ba lên, em phần bác ba chỉ rồi, không sao hết đâu.
Nhiều nhau. Nào. Miếng dưa chua. Mới giới thiệu rồi à? Lên cốc này. Cốc gì? Ừ, sao anh đừng uống rồi nha. Rồi đây rồi. Đây rồi, vẫn còn đấy mới vào thôi. Ôi màu nó lạnh mà. Mãi đừng ướt. Thì không bắt trước. Uống đâu? Dưa cũng dưa. Thì mai đừng ướt. Đâm biển là nhìn nó ra, nhìn ra. Đây. Cho nên là học hỏi ăn còn chán mới biết ăn được. Thấy bọn anh ăn bắt trước. Mình là ăn chuột. Bây giờ mới cái mức chuột rán của mình. Nhưng mà cái này nó dạng như đuối ếch. Ếch chiên anh nhỉ. Đúng không? Đây. Cắn đi, làm một cái đùi cho mắt mẹ người ai à, sống từng ớt à? Cắm cả quần rồi. Đây, nhá. Ăn cho cái cọc đấy. Ngon. Không nói như trời. Khổ quá, ăn cũng khổ. Chuột khổ. Mình cũng làm là nốt miếng này nữa, chung là mời cả nhà đấy, ba chị chú phần rồi miếng đều quá, các em mình hỏng hết hình, mình cứ tăng nghiệp là nó cứ tận hết. Dưa. Thôi thôi, với thăng. Ui giời, cắn giòn ra. Đấy, hôm nay cả nhà mình chia sẻ này là bữa chuột đầu mùa của anh em mình nhá. Đấy, anh em mình là cùng nhau ăn, cùng nhau đây là anh em mình là cùng nhau ăn cùng ba. Đấy. Món này là rau bắp cải hấp chuột đấy nè, bây giờ mình lại mong lên tiếp trong có cả gan đấy nhỉ. Mình hay nói nhiều là video mình chia sẻ là bữa chuột đầu mùa anh em mình nhá. Nên là cảm ơn cả nhà theo dõi clip mỗi lần hay cho anh em mình một like một đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Xin chào. Chào cả nhà yêu nha. Hẹn cái clip sau. Xin chào.